Cậu, cậu nói cái gì? chỉ có Yến Nhi, tôi khiến cô lên đến tập trung vào việc thân cấp trước đi Cấp 10 rồi đừng cũng đừng có chạm vào phó bản, không thể đánh được đâu Được rồi, tôi đi đánh quái đi, tạm biệt Tên này, ngay cả, cái này cũng không lây chuyển được Mình có tình báo thật là có trong đội toàn là những người đẹp được trang bị tốt Cậu ấy vậy mà lại cử tuyệt mình rồi Không có lựa chọn nào tốt hơn chúng tôi Chẳng lẽ cậu ấy vẫn muốn một mình đánh phó bản này hay sao? Một tiếng sau, Cuộc trò chuyện tổng hợp thế giới Một thốn buồn bã Một thằng đại lão cái đó Có đánh đã đá quái nào á Có cần phải thông báo sớm một chút không Đẹp trai 10 năm Ồ oh, đúng vậy một thằng đại lão Một khi mà cậu ra tay Chúng tôi ngay cả rắm cũng ăn không được Không giới gì chúng tôi mới tìm được cái bản đồ quái Bản đồ giả quái tiếp theo Cậu lại xuất hiện rồi Option không kiềm chế À Vốn mất kể có một vị trí tốt để đánh quái liên cấp Nhưng một biển lửa tràn tới lông cũng không còn nữa rồi. Tôi Mộc, tôi bây giờ đang đi đến chiếc ma viên. Đi 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 đi, đừng đi đến khu vực ma viên nữa, đổi một nơi khác đi. Ơi à, dâu, một tài đại lão vẫn còn trường nghĩa, thật sự báo trước cho chúng ta. Mau xuất hình, chúng ta đi giết cô báo trước. Cảm ơn đại lão, đại lão đánh quái vui vẻ nha. Tôi Mộc, tôi bây giờ đang đi đến giết bỏ cặp độc đã. Tôi Mộc, tôi bây giờ đi đến giết ma hốt cùng báo. Tô Mộc, tôi bây giờ đang đi giết yêu nữ rắn rít. Tôi bây giờ đang đi đến giết ừ. Chúc mừng người chơi một thần Đã đạt cấp 10 Mở các tính năng mới Cường hóa Mở chức năng mới Công hội Các <laughs> anh em cấp 10 rồi Thôn trưởng Tôi muốn lập công hội Chiến binh Cậu thực sự đã đáp ứng Được sự mong đợi của tôi Một chiến binh xuất sắc như cậu Phải thành lập công hội của riêng mình mới được Cậu chính là đại lão Nào 30 bản kim tệ có muốn tiêu hoa 30 bản kim tệ Lập công hội không Công nó, đắt như vậy, trực tiếp cướp tiền Chiến mình, cậu muốn trở thành đại lão thì phải đầu tư vào chế đoạn đầu Lần này, mình không còn dựa dám vào người khác nữa Thành lập ban hội của riêng mình và chiêu mộ những người chơi có năng lực Để bọn họ trở thành sức mạnh của mình để mình sử dụng Đến đi, thành lập, thành lập hay đặt tên cho công hội của ngài Phong thần cốc, phong thần chi cốc, tổ thần chi địa Phong thần cốc chắc chắn sẽ trở thành thế lực hung mạnh bảo vệ hạ quốc khi ngày tận thế đến Xin chúc mọi người chơi một thần, thành lập công hội Phong Thần Cốc và trở thành công hội đầu tiên ở trên mấy chủ này, một thần đã lập công hội rồi, động tác vẫn nhanh hơn chúng ta. Không gặp một thần này cũng muốn tự mình làm đại lão đấy. Xin cho mọi người cho một thần thành lập công hội Phong Thần Cốc và trở thành công hội đầu tiên trên mấy chủ này. Xin cho mọi người cho một thần thành lập công hội Phong Thần Cốc và trở thành công hội đầu tiên trên mấy chủ này, Lâu đợi, không ngờ tiểu tử này dành trước một bước lập công hội rồi. Không quan tâm hắn, công hội cuồng nhân chúng ta nhất định là mạnh nhất. 999 cộng thông báo xin gia nhập. Công hội Phong Thần Cốc Các bộ công hội một thành viên 1 trên 50 người, quỹ năm vạn xây dựng một Sử dụng phần thưởng phước lệnh cấp 1 của công hội đã đạt được được hệ thống khen thưởng trước đó Thuộc tính bút do phước lệnh của công hội là ngẫu nhiên một cái hiệu lần trong 24 giờ lần đầu tiên mỗi ngày là miễn phí Lần làm tiếp theo sẽ tốn kim tợ hoặc là độ công hiến Xây dựng thân đang hoàn thành Quyền hạn ban phước công hội cấp 1 được mở bản phước thành công, công hội phong thần cốc Bờ phương của công hội phong thần cốt level 11 cộng 50, công pháp cộng 10, đi tránh cộng 5. Cộng 5% đi tránh này, mà lần này ngẫu nhiên được cũng rất thơm. Anh thở rèn cho tôi hai tấm bùa giám định thông thường. Hỡi <laughs> trong kim tuệ, không phải chỉ là điều cho sư thích nói chuyện với mình thôi sao? Thở rèn lão cơ, kết cục nhỏ rồi. Giữ lại bùa giám định hoàn hảo cho trang bị tốt trong tương lai. Trang bị màu tím cấp 10, dùng lãng phí rồi. Giám định thành công, chi tiết trang bị. Thất lưng phong hỏa tam liên, phẩm chất màu tím, cấp bậc 10, thuộc tính máu cộng 350, phòng ngự cộng 15, Bộ đồ phong hộ một trên ba tạm thời không đặc hiệu độ dẻo dai khi nhọn sát thương chi mạng có khả năng nhất định sẽ được tính là sát thương thông thường chỉ tiết trang bị ứng phong hộ tam liên phẩm chất màu tím cấp bậc 10 thuộc tính phòng ngự cộng hai tốc độ cộng ba đặc hiệu mơ tung ở trạng thái trốn thoát tốc độ tăng thêm ba mươi phần trăm tôi tôi khinh đi tiểu gia còn chạy trốn sao đặc hiệu rất rủi gì vậy có điều may mà thuộc tính á, vẫn là bảo không biết lợi thu thập mũ bảo hiểm kích hộp ba bộ hiệu quả có thể tốt hơn. Cái điều may mà thuộc tính vẫn là đảm bảo không ít, lại thu thập mũ bảo hiểm cái hộp ba bộ hiệu quả có thể tốt hơn. Thời gian một thần, mua mũ bảo hiểm phong hỏa tam liên với giá cao, không thêm bạn bè, trực tiếp gửi tin nhắn người lạ. chat riêng, cậu được ôm chân đợi thần, có đem tôi đánh quái không? Chỉ muốn nói chuyện cùng đại lão thôi, đại lão độc thân không? Tôi cấp e, Cộng hộ để thuận người không Tôi trực tuyến cân ngày Đảm bảo sôi nổi luôn Tất cả đều là một mối hỗn độn Xem ra quân đám tân binh chưa đạt cấp 10 này bảo ra Trang bị màu tím cấp 10 quả là làm khó họ rồi Cộng 64 lục cửu 68 chất lượng giá cao thấp Đảm bảo bạn sẽ hài lòng Người cái quá gì vậy Tôi một năm nhân tốt chân chính đó Mỹ danh 13 Có phải là mũ bảo hiểm phong hỏa tam liên không Tôi có liên kết mũ bảo hiểm phong hỏa tam liên Vậy một tích khách cấp hơi vĩ mà lại đánh được trang bị màu tím cấp 10 rồi đây con mỹ nó là một ấu hồn đi bí giải 13 có phải là bộ bảo hiểm phong hỏa tâm liên không tôi có một bảo hiểm phong hỏa tâm liên một thật bao nhiêu tiền cậu ra giá đi tôi không nói là muốn bán đâu tôi định tự dùng vậy cậu không bán thì gửi tin nhắn làm gì chứ đời bờ có phải trong lòng có bởi gì không hả làm giá thích khách này vậy mà còn khấm hơn mình giờ con mẹ nó khấm đến mức có bơi lên trời rồi được không một thật hơi để có một lùi khả năng không trong bị này cậu không trình mặt được chỉ pháp sư mới có thể mặt Vĩ danh 13 bảy vái đẳng thật sao chức nghiệp yêu cầu là pháp sư nhưng tôi vẫn không muốn bán bờ lóc đi tôi có thể vào công hội của cậu không có thể vào tôi liền tận trong bị này cho cậu mong thần cũng đang không hiểu cười chết trước cậu cô tố thuận tôi là ai? chúa đã sự đời à chỉ là một trong bị mầu tiếng muốn vào phong vấn cấp Có rung chuyển trời đó có nổi danh của tôi chỉ dựa vào một cái tin gà mờ như cậu giỡn mặt sau chúc mừng với danh bị bo gia nhập phong thần cốc trở thành thành viên mới Đợi trưởng phu có thể có có thể vui. Công hội chỉ có ý định bổ sung những người chơi có tên là trong danh sách sắp hẳn và bộ nhớ thà ít mà tốt bí danh mười ba này nghe cũng là chưa từng nghe qua hay là sau khi lấy được trang bị khiến hắn rơi vào trạng thái là chúc phúc rồi đá đi Dĩ cho cùng thì đây là công hội số một nên phải có điểm dừng chứ yêu cầu câu chút cũng bình thường đi chào lão đại, lão đại tôi ở đây lão đại, hơi vô tại sao lại cảm thấy xấu hổ như vậy nếu không vẫn là mâu chấm vào đó đi ngược lại hắn cũng đánh không lại mình Ôi, đợi lỡ, đợi lỡ, đợi lỡ. Tại sao công hội chúng ta bây giờ chỉ có hai người? Bí danh 13. Để chút nữa chỉ có một người. Bà nhỏ, xã hội hiểm mắt. Cậu đừng có trách tôi. Giới hạn hy vọng cậu có thể hiểu. Tại sao quỷ của công hội chúng ta ít như vậy? Tôi thêm một chút. Công hội là nhà của tôi. Việc xây dựng phụ thuộc vào mọi người. Thành viên quý danh 13 quyên gấp 100 vỡ kiến tợ. Phòng thần cốc chắc chắn sẽ thành vững trong tương lai. Công hội là nhà của tôi. Việc xây dựng phụ thuộc vào mọi người. Thành viên quý danh 13 quyên gấp 100 vỡ kiến tợ. Phòng thần cốc chắc chắn sẽ thành vững trong tương lai. Về sẽ dẫn phủ thủ vào mỗi người Thành viên bí danh 13 Hợp thống hiển thị quỹ công hội là 1.005 vạn rồi bao, 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 Bao nhiêu Tiểu tử này á Một hồi tiêu 1.000 vạn kiếm tệ Chờ tiểu cái tên này Điên rồi sao Thật phiền phức Một lần nhiều nhất á Chỉ có thể nạp 100 vạn lao đại Thơ 1.000 vạn trước được không Không đủ thì anh gọi cho tôi một tiếng Được 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 Cái đó Còn nhận chúc phúc của công hội trước đi Có thể mở thuộc tính những người có đóng góp xuất sắc ở trong ban hội phải ở lợi cái gì là giới hạn giới hạn chính là dùng để phá vỡ giám định thành công chi tiết trang bị mũ phong tổ tam liên phẩm chất màu tím cấp bậc 10 thuộc tính phòng ngự cộng 25 lên lực cộng 50 đặc hiệu phần lát có khả năng nhất định có hiệu ứng chối mất liên tục mục tiêu khi đánh kéo dài trong 5 giây chi tiết trang bị đồ bộ đồ phong hỏa tam liên thuộc tính bộ đồ thời gian hội chiêu kỹ năng cộng 20 pháp thuật bảo kích cộng 3 sát thương chí mạng cộng 10 đặc hiệu bộ đồ bảo mạng khi nhận được trọn chi mạng cả 50% cơ hội giữ lại một ít máu. Được kết hộ tối đa là 3 lần trong 60 phút. Thời gian hội chưa có kỹ năng rất là hữu ích đối với các pháp sư. Còn có đặc hiệu bảo mạng này trong tương đương với việc còn có một nửa hội tránh được cái chết trong vòng 1 giờ. Mặc dù chỉ có thể giữ là một điểm khí huyết nhưng điều này thường có thể dẫn đến cái cảnh phản công đường cùng tùy hiếp phản kích người có sợ không. Bây giờ trên người có 400 bị màu tím và 100 bị màu cao. Dựa vào chuẩn bị đi đến phá bản, có một thần miễu thôi. Hey. Công hội bí danh 13 lâu đợi lâu đợi. Tôi đã cầu nguyện hơn ở trăm lần cuối cùng đã có được thuộc tính tăng cường tấn công và tăng tốc. Công hội bí danh 13 lâu đợi lâu đợi. Chúng ta đã phá bản sao? Anh lại hỏi như vậy nó phá bản nhất định rất đơn giản đi. Bí danh 13 lâu đợi lâu đợi. Tôi liền muốn cùng anh cỡ kia cái miếng lấy mạng của đầu tiên lên tin tức thiên tình bí danh 13 lâu đợi lâu đợi. Tôi đưa anh một ngàn vợ kim tệ. Anh dẫn tôi đến cổ một thần miếu nhé tôi hệ thống thành viên với 13 đã bị hội trưởng cấm trách một giờ đừng vội sẽ đem cậu theo độ khó bản rất lớn này tôi muốn chuẩn bị một chút có điều cậu phải đi thân cấp một chút cấp sống bây giờ là quá đắt rồi lão đại bảo tôi, tôi sẽ thơ một đôi đưa đi non cấp ngay bây giờ gửi đi thành công bí danh 13 lên vời xấu một thần mời mình đánh phá bản với C20 bản kim tệ gửi lên mời phá bản đến dân những nội dung kiện với C20 bản kim tệ Chị gái trong dài Suy nghĩ như thế nào rồi Lên xe không Nói đùa sao Cậu Thật sự nắm chắc vượt tải Vô dáng nhàng nhã, nhã của, của, của một thần này Cậu ấy hình như rất là có tự tin Bây giờ tất cả mọi người đều mắc kẹt Ở bốt ở thứ nhất Khi con quái vật này sắp chết Sẽ tiến vào trạng thái là cuồng bạo Không ai có thể chịu đựng được Bây giờ chúng ta đang tồn luật để thiết lập một lá chắn chỉ có chống lại đồng cuồng nộ. Mỗi cơ hội vượt ấy cậu định làm gì? Đó là dù cho các người quá tệ. Dù sao đi nữa nếu tham gia một đội với tôi, 9 giờ bán tiền vé lên xe tìm tôi. Bao vực ải. Nếu như không thấy vượt ải thì sao? Không có nếu như này. Nếu không, không qua ải tôi sẽ hồn lại tiền đầy đủ nếu qua ải tôi muốn sờ Tôi nói đùa đó. Chị gái diễn Nhi Đừng có tức giận nha. Cậu, tôi chuộng trước nha đợi cô đó. Nửa ngày sau. Lão đại, lão đại, tôi thận cấp rồi. Hình tuyết yến nhi level 12, một thân level 10, bí danh 13 level 7. Vãi đạn, em gái đúng giờ như vậy cũng là đồng đội của chúng ta sao? Thân hạnh phúc, lão đội có còn giới thiệu một chút cho tôi không? Mỹ nữ, xin chào. Vì đã cùng nhau chiến đấu, chúng ta có thể làm quen trước không? Nếu có thời gian thì đi cơ vợ cái lua cho tôi câu chuyện làm ăn. Thôi chị gái yến nhi, hôn ngân vào đội. Biết rồi, một thường, trước đây có rất nhiều động thái ngồi dữ liệu. Theo cậu ấy, vào phố bản có thể lấy được càng nhiều thông tin cũng không nhất định. Một thần xuất mở giết thủ lĩnh phó bản 20 vạn vàng, vàng. Chỉ có hai hố. Ai đến trước được trước. Sử dụng lô thế giới thật sự không phải là để cậu hiếp bằng loa đâu. Thế giới bí danh 13 một thần xuất mở giết thủ lĩnh phó bản 20 vạn vàng, vàng. Chỉ có hai hố. Ai đến trước được trước. Thế giới bí danh 13 một thần xuất mở giết thủ lĩnh phó bản 20 vạn vàng. vàng. Chỉ có hai hố A đến trước thì được trước. Một thần như nào á, vẫn chỉ có cấp 10. Tôi đều đã cấp 11 rồi. Phó bản đó khó kinh khủng. Đảm bảo có thể lấy mạng thủ lĩnh một thần á, sẽ không phải là lừa tiền đấy chứ. Hai mới vạn một vị trí. Ngốc mới đi đó. Nếu không hai vị trí này đều cho tôi đi. Tôi kéo bạn của tôi vào đây. Dù sao thì cũng có thể được hồn lại tiền và nếu thất bại cũng không mất gì. Nếu gọi họ cùng nhau khám phá cái con đường cũng không tội. Ngại ngủ cái gì nữa. Dù sao á, tiền cũng như nhau ai cũng vào được ngoại trừ những người trong cùng nhóm công hội thính tiết xa xa chiến sĩ cấp 11 gia nhập đội ngũ thính tiểu tiết thọ pháp sư cấp 10 gia nhập đội ngũ tôi không tin là một thần này thật sự có thể vượt ải nhưng nó hội trưởng lựa chọn tiên tưởng hắn vậy thì tôi xin nghe lời của hội trưởng ờ giờ cứ coi là đến rồi chuyển như chơi đi cả chị gái lão đợi của tôi rất lợi hại đó các người nằm chơi là được anh cái tên tiểu thích khách này còn có chút thú vị đấy Nằm chơi là đợi chút nữa liền bị bốt đánh chết sau Lão đại Tôi cái thể giải làm hết không Cậu có muốn làm gì Thế giới bí danh 13 Giết thủ lĩnh chúng tôi đã định rồi Năm gà mờ các người vậy mà cũng dám coi thường lão đại của tôi Tiếp theo Mở tòa mắt chó của các người mà nhìn cho rõ một thần lợi hại như thế nào Phỏng thuận cốc vô địch Vô địch Giết thủ lĩnh của chúng tôi đã định rồi Giết thủ lĩnh của chúng tôi đã định rồi Diễn thủ lĩnh cộng 700 Cộng 980, cộng 1000 Một ngàn. ngàn và một cái đô cái tên này vậy mà một hơi dù 1 ngàn cái Thảo tác này Đại ca có cần thiết không? Cậu có cần tiền như vậy, cậu trực tiếp đưa tôi cái tên điên này Hai pháp sư Một thuộc sĩ, một chiến sĩ Một thách khách thách thách này mới cấp 7 Thánh Tuyết Tiểu Trúc Thánh Tuyết ủy Nhi Level 12 Phong thần cóc level 10, mỹ danh level 7, thỉnh tiết tiểu trúc thỉnh tiết sa sanh level 11, thỉnh tiết tiểu trúc thỉnh tiết tiểu thỏ level 10, mọc thần. Đây là đàn ông, dẫn ông chủ lấy mạng của thủ lĩnh chức nghiệp cấp bậc cái gì, quan trọng sao? Thịnh khách đánh phá bản có tác dụng gì, đổi thành một cung thủ cũng mạnh hơn. Tôi đặt lời nói đây, mọc thần có thể lấy được mạng thủ lĩnh của tôi quay trực tiếp an phong biểu tình của một thần quá là thẳng qua đi lý nào cậu ấy thậm thật sự có thể nắm chắc vượt ải không thể nào các em gái của thính tiểu tuyết trúc đẹp quá mỗi người có vẻ đẹp riêng hấp dẫn hệ thống. hôn ngô đến với cổ một thần miếu các chiến binh thần mệnh. xin hãy cẩn thận nơi này đã bụi bặm từ lâu nhiều thứ đã thay đổi theo năm tháng thậm chí là biến gì Vãi đạn chỗ này thật lớn đó. Họ đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu bởi một tà ma cường đại. Đường ngôn, lão đại, trên bản nói ải thứ nhất là mơ cung. Nếu không biết đứng thứ tự, các cộng đá sẽ mất thiệt ở trong mơ cung mãi mãi. Chúng ta đi thế nào? Đội trưởng, Có cần tôi nói cho anh biết đường đi không? Nếu anh đã nói muốn dẫn chúng tôi lấy mạng thu lĩnh, vậy thì trực tiếp đi đến bố cục ải đầu tiên. Thế nào? Hay là cô đi đường của cô, tôi đi đường của tôi. Vậy anh thu 20 bản vàng, vàng một vị trí, chứ vậy thôi sao? cấp bậc hơn tôi, thấp hơn tôi, còn thu phí đánh phó bản nếu không phải hội trưởng gọi vào đổi, tôi mới không muốn đến. Không cần tâm tình miệng tiền lúc có thể rời đổi, à đúng rồi, Tôi rời đổi sẽ không trả tiền đâu. Cái gì? Của chị gái, Lão đại của tôi đã nói lấy được mạng thu lĩnh liền có thể lấy được mạng thu lĩnh. Đều đổi đỡ các người nằm chơi rồi, người chơi tớ còn nhiều lời như vậy. Cậu cậu cậu, cậu một cái thích khách cấp bảy, toàn thân trắng bị trắng cậu là kém cổ nhất đấy, nói ai tự hả? Được rồi, xa xa tập trung vào đánh phá bản đi. Theo kịp. Mùi máu tanh này thật sự không cần quá chân thực. Vì sao phong cách vẽ đột nhiên trở nên quý dị như vậy? Cẩn thận chút đi. Có một con hiếp yêu đằng sâu thắt nước này tốc độ di chuyển rất nhanh rất khó và đánh trúng bọn chúng. Tất cả các đôi trước đây đều bị những cái cung hiếp yêu này tra tấn ngay cả đội dách cũng gặp khó khăn khi đối phó với chúng. Đơn sợ, chỉ cần không công kích bọn chúng thông đạo này chính là tận không rồi. Thật hay giả vậy? Một thần thôi sẽ không lừa người đấy chứ. Những hiếp yêu này nhìn có vẻ là dọa người. Nhưng hình như đích thực thì sẽ không chủ động mà công kích người chơi. Một thần này cậu ta làm sao mà biết sẽ không như vậy? Chỗ này lại là một mơ cung mới. Các chị gái à, lần này tin rồi chứ, nghe lão đại của tôi chỉ chúng không thể sai được. Đi bên này đi. Wow, xem ra trong này từng trải qua một trận đại chiến. Những cái bộ xương trắng này sẽ không sống lại đấy chứ. Cậu, cái tên biển quả đi. em trách tôi rồi. Bến sĩ khô lâu liver vừa loại quái vật phổ thông, máu 1200, linh lực không, công kích 280, phòng ngự 40, tốc độ 20. Giới thiệu chúng ta trong cái dưới rất nhiều năm. Đã rất lâu không nếm được cái mùi vị của máu tươi qua đây rồi hử thính tiết tiểu trúc chúng ta không phải ăn chay đâu tôi phong trận trừ 433 trăm ba sao cẩn thận tiểu thỏ chi viện hỏa lực con quái vật này á có máu dày và sức phòng thủ cao nên hơi khó đối phó đại hóa câu hỡi xương hoa vũ trừ 93, 86 phòng ngữ của những khu lâu này cao quá, tôi đánh không ra sát thương được. Đáng ghét, cái thứ quỷ này làm sao mà nhiều như vậy? Một Phật, không phải nói đem chúng tôi vượt ải sao? Cậu, cái tên lừa đảo này Hóa cầu thuật Đừng vội, tôi sẽ tự ra tay Sướng hoa vụ Kết hộ ra buộc ban đông Trừ 391, 578, 362, 777 và 616 Hóa thiên giác Trừ 1517, 3111 3241 1414 3299 và 1326 Vậy trưởng sát thương này hãy ly sau Công kích bình thường á, phá 1 000 á, Công kích chí mẫn phá ra 3 000 Quốc gia này thứ nhất Của ai khó đến như vậy Lê giới gian giải quyết diễn thủ lĩnh mà cậu ấy nói Nó không cho tôi sự có thể hy vọng lao đại đỉnh của chốt Bến sĩ khô lâu không có tính kháng nguyên tố tương đối vợ giết Làm phiền các người nhận vật phẩm rơi ra một chút hở thống một phần thu được kiếm gãy phong hóa một phần thu được mảnh sơn một phần thu được 233 kim tệ thần gỗ thu được kiếm gậy phong hóa này một thần cậu những cái vật phẩm này với bên lái thuộc và đội trưởng quá chó rồi đấy ừ, tôi thế nhưng rất là thiếu tiền đó đúng rồi chiến đấu vừa nãy của các người không tội rất dũng cảm hả có có sao chúng tôi khổ cách rất lớn đừng có tưởng không biết cậu đây là đang nói ngược đồ ăn ấy không tồi cổ lên nha các chị gái đừng cái lờ mờ nữa nhanh chóng mà đi theo tiêu cái tiền này đáng lắm đi Tôi nhổ vào đồ thiểm cũ Người ta hôm nay coi như là quen biết cái gì gọi là thiểm cũ chân chính rồi Chỗ này là để không phải là con đường mà đội chết ra đi Nó đi bên trái sẽ trở thành một con thỏ đông lạnh đó Nó đi bên phải sẽ trở thành một con thỏ nướng thang và mày Không phải chứ cái này cái thứ nhỉ con muốn chết sao không cần các người nhảy một mình tôi đi xuống là được năm phút quay về chuyện gì cho tôi muốn chiếc khiên đi được lão đợi anh đi làm gì Sương hoa vũ một thờ muốn đi đâu không biết nhưng cậu ấy hình như biết địa điểm quái vật xuất hiện hắn làm sao mà quen thuộc cái chỗ này như vậy lý nào hắn không biết là lần đầu đến đây lão đại của tôi chính là định nhất chính là chỗ này Sương hoa vũ quay về rồi vừa hay năm phút cậu nhận thức gì vừa vậy thần thần bị bí bí nhất định là bảo bối muốn độc chiếm nè đây là cái gì chỉ có gà trong báo cáo chú từng có người nhắc qua đầu cụ này nó có tác dụng gì vậy để chút liền biết rồi đi chúng ta đi đến tổng cùng băng tuyết đi đánh bố thôi do môi trường lạnh giá trên người bạn đã xuất hiện trận thái là hàng thương tốc độ di chuyển được 5 hiệu quả được phẩm hồi phục được 20 nơi này đã bị không khí lạnh vào một nhiều năm và chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời truyền thiết cỡ rằng cổ một thần miếu có một thánh thủ bỏ vợ miếu cư trú tại đây Bất kỳ cái xâm nhập nào cũng sẽ bị nó tấn công chí mạng Đến rồi Con rách mặt người Quả vật tinh anh Máu 15.000 Lĩnh lực 500 Công kích 600 Phòng ngữ 100 Và tốc độ 80 Trạng thái miễn nhiễm sát thương nước 50% Không thể bị đánh bại Kỹ năng cực hàng phong bạo Hồn huyết cùng bạo Giới thiệu chỉ còn ăn thịt Thơm 9 người 9.999 người Tờ có thể thoát khỏi cơ thể xấu xí này Và biến thành hình dạng của con người Tập trung tinh lực chống lại quấy nhiễu Mau tản ra Trừ 3.111 Phong ảnh tốc độ di chuyển cộng 30% Trừ 133, 89, 120, trừ 112, trừ 182, trừ 175 Để tôi thu hút thu hận Một miễn nhiễm với thủy huệ Pháp sư đừng có dùng sương hoa phủ chiến binh tìm cơ hội và tấn công vào bụng nữa Rõ Tiếp nhẫn vậy tôi nên làm gì tiểu thư khách máu mỏng thành thực đợi ở một bên đừng cái thối phiền phức đã bị trong kỹ năng này ngay cả với lửa hắc bơ và phòng ngự hiện tại cũng sẽ âm bóng nhiệm vụ ý nghĩa xưa lời mở đầu mô tả nhiệm vụ vượt ái của một thần miếu mà không phải là nhận bất kỳ sát thương nào vượt ái không bị thương mà nhất định không thể bị quái vật này đụng vào một giọt máu cũng không được Động thủ Đẹp lắm Sát thương phần bụng Cứng đơ bo giây, Phát ra Thì Tôi cũng đi chém hai đau sướng một chút Thời gian cứng đơ tới Chỗ quý kết thúc công kích Trừ 7 ngàn 1 ngàn trăm liệm bốn Trừ 3 ngàn bốn trăm bốn. Nè đừng 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 tôi cũng chưa chém ngươi mà Đừng có để lão tôi gặp được ông nội ngươi Cực hàm phong bạo Mọi người cẩn thận Các người nhanh chóng tránh ra thù hận của nó là tôi Ngươi đang ông nhanh nhất Ngươi đang ngốc nhanh nhất giảm xuống nhanh chóng một thần đây là mở ra mấy tên tốt sao không hổ là lão đại của tôi di chuyển phong tao như vậy 750 một thần con rất mặt người mua cuồng bão rồi phở hiếp cuồng bão tiêu rồi phát ra nhanh như vậy còn là cuồng bạo nữa chứ còn rất mặt người cuồng bạo này công kích ba ngàn phòng ngự 10 ngàn trạng thái miễn dịch sát thương không có cách nào mà đánh bay kỹ năng phong bạo cuối cùng công kích mọi mặt còn rất mặt người cuồng bạo miễn nhiễm với mọi sát thương phong bạo cuối cùng sẽ sớm xuất hiện toàn bộ bản đồ gần như là bị bao phủ bằng băng nhọn chuyển đội dịch và những đội ngũ khác cũng là mất kịch ở chỗ này vô hạn hùng đồn diệt. chúng ta lấy nào sợ cái gì lão đại của tôi chỉ còn vài phút liền có thể đánh vỡ cái con rết mặt người này các người có nhìn đi công kích ùn ùn kéo đến này chết chắc, chắc rồi lên đi biết ca chu dạ dạ ca ca Ôi trời mất quá vậy mà tất cả đã bị chặn rồi hóa ra bốt ở à thứ nhất ẩn dấu loại hiện cơ này Con rớt mặt người đồn về cái nơi lần là như vậy sao đây, đây là quá ức hiếp người khác rồi Tôi muốn nhồi máu cơ tim luôn rồi Thật là một vị thần Một người mưu trí không hổ là lão đại gà ca đỉnh quá Trạng thái cuồng bạo giải trừ Chính là bây giờ Trừ 1200 Chúc mừng các vị dũng sĩ thành công với con rết mặt người Do vùng nổ trong bị tím rồi Bạn có muốn lấy váy băng hàng lâu ly không? Chế độ phòng phối vật phẩm hiện tại cho độ đội trưởng. Đội trưởng có thể nhận hoặc là đấu giá các vật phẩm có phẩm chất màu tím trở lên. Đây là trang bị tím của thuộc sĩ. Tôi muốn, tôi ra 5 vạn, vận khí thật không tội. Bớt đầu đã ra trang bị yếu nhi có thể dùng. Vậy thì, đợi một chút, tôi ra 10 vạn. Biết chơi không vậy, trang bị thụ sĩ cậu tranh lầm cái gì? Tiểu ca, tiểu ca ca, trang bị này cậu không dùng được, liền đó cho tôi đi mà. Tên. Chân dài 90 điểm, giá trị nhan sắc khí chất cũng có thể chấm là 90 điểm. Không tội, trang bị này quả thật là phù hợp với cô. Nhưng tôi vẫn là muốn chắc rồi. Hôm qua tôi quen một nữ thuộc sĩ rất là dễ thương. Tôi muốn tặng trang bị này cho cô ấy. Có sai ở đâu không? Cậu tưởng mình một thân trang bị trăng rắc rủi còn muốn tặng trang bị tím cô gái. Khá lắm. Con là một thánh tình. Tôi mà bán đấu giá, các người tưởng mình mà đấu giá đi người chơi tôi một khởi sướng đấu giá là vật phẩm thông tin vật phẩm vấy băng hàng lưu ly giá khởi điểm là 10 vạn kim tệ 12 hai vạn mười ba mười lăm vạn đội viên quý danh mười đấu giá vấy băng hàng lưu ly với 19 chín vạn vàng đội viên thuấn trước Yến nhi đấu giá vấy băng hàng lưu ly với hai mươi vạn vàng lão đại số tiền từ cuộc đấu giá trang bị có phải là cuối cùng để đến tay hả trang bị là của tôi tiền tự nhiên cũng vậy hiểu rồi lão đại chị gái Mặc dù lớn lên khá là xinh đẹp, chân cũng đủ dài, nhưng đáng tiếc quen biết muộn hơn một ngày hơn nữa ấy. Tôi cảm thấy cô và chị em của cô vẫn không đủ sùng bái lão đại của tôi. Đội viên quý danh 13 đấu giá là váy bán hàng Lully. với băng hàng lưu ly, với 80 vạn vàng, điên rồi sao, bỏ đi, đây đây là giá kịch sàn quá nhiều. Chứ còn chịu bỏ tiền bỏ thời gian, sau này vẫn có thể nhận được trang bị này. Lẽ nào đây chính là khối là của người có tiền sao? Tôi mắc ối rồi, Năm mươi vạn vàng ở tranh với Yến Nhi cho bộ trang phục tím cấp 10 Chỉ để đùa giỡn với một cô gái gặp một lần trong game Người này là có đại bệnh gì sao Thì lão đợi Tiền anh nhận rồi trang bị tôi liền lấy đi đi Cảm ơn luôn chiếu cũ Tuyệt với thần hào Tại sao kiếp trước hồn tôn chú từng nghi nói chứ Lỗi người này thích hợp nhất là làm tại vụ công hội đúng vậy à, Đi thôi Nhanh chóng đi đến bó tiếp theo Đầu tốt của cô có đấy. Lộ ra trang bị nữ thuộc sĩ Sẽ bị một nam thích cách lấy đi Tình tiết vỡ kịch này tôi một tôi cũng không ngờ tôi Vẫn là nhanh chóng nhảy đi Đều đi thôi Náo tàn Thích khách rắc rưỡi Đồ biến thái Vi bi. Không ngờ tôi vĩ mà cái thuật trở thành thành viên của tiểu đội sớm nhất vượt ai bắt đầu tiên Sớm nổi được các người nằm yên là được Lần này á tin rồi chứ Đồ gà Gà dạ cái đầu cậu Cậu cắm miệng lại cho tôi Gửi đồ nha Thôi cảm ơn Quả khiên, Quá khiên cái đầu cậu á Cút Rừng cây phía trước chính là khu vực bốt ở này không có tiểu ngoại có điều với các cơ chế đặc thù Mọi người trong một cột đá đứng dưới đừng có đi chuyển lộn đừng tấn công tôi đi kết hồ cơ chế vốt nhớ kỹ những điều mà tôi vừa nói đợi tôi ra tín hiệu hành động lão đại cố lên lão đại chúng tôi ở đây đợi anh lão đại olivia like đại thờ olivia like ờ, cẩn thận không phải tôi nói để giao vu của người một nhà tương thân tương ái các người là chuyện gì vậy Tháp liều này trước đây là nơi ở của những người thợ xây dựng thần miếu, vợ cũng là lối vỡ bên trong ngôi chùa. Vào ngày ngôi chùa được hoàn thành, các công nhân chúc mừng tại đây. Tuy nhiên họ dường như đã chạm vào cái thứ gì đó không nên chạm vào và bị nghiền rủi tà ác. 48 công nhân bị nhốt vào trong tấp liều. Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, 48 người này đã hòa vào nhau. Này, các người có nghe thấy âm thanh kỳ quá hay gì không? Dô tiểu thích hết, sợ rồi sao? Ai, 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 ai sợ chứ? tôi mới không phải sợ sợ các người sợ cho nên mới theo các người nói chuyện một chút ấy mà Ây, thật là một kỳ nhất kìa như vậy cũng có thể sợ vậy cậu còn chơi thiên khởi cái gì thiên khởi thế nhưng là trò chơi siêu thực tế vừa rồi có một căn phòng chứa những cái hồ ma bị treo cổ ở một trong những cái lối đi trong mơ cung cậu xem những thứ đó ở ngay sau lưng cậu hả Đừng đờ vừa rồi tôi có nghe thấy tiếng động nào đó hình như có rất nhiều người đang nói chuyện nhưng tôi không nghe rõ họ đang nói gì tôi tôi cũng nghe thấy rồi dù sao thì hãy cẩn thận tôi nghĩ ở thứ hai này không đơn giản như vậy vừa nãy hệ thống hệ thống hiện lên nối 48 công nhân đó dung hợp rồi quái vật của ấy này cách lên trí nhất định hơn nữa vị trí xuất hiện không cố định nếu không phải vì nó quá ở không bị thương cũng không cần phải thận trọng như vậy công nhân bị nghiện rủa người biến dị Ngoài vật phổ thông level 9, máu vô căn 500, linh lực 500, công kích 300, phòng ngự 50 và tốc độ 35. Kỹ năng dung hợp giới thiệu, có người bị nghiền rủa bởi một sức mạnh bí ẩn mặc dù họ đã có được sự sống vĩnh cửu, nhưng đã mất đi nhân tính và không còn hy vọng. Họ bị biến đổi với vây lợi nghiền, để là trừng phạt đối với bộ họ, cũng là tỉnh hóa đối với bộ họ. Nguy hiểm quá, xích túc nữa là bị nó va phải rồi. xương hoa. Tình huống gì vậy? chẳng phải những con quái vật này đã đi ra từng phòng một sau xương hoa vũ trừ ba ngàn hai trăm bốn trừ một ngàn năm trăm năm mươi chín hai chín trăm chín mươi tám tại sao lần nào á cùng nhau bị kinh động đều xong ra ngồi có phải là do sát thương quá cao đã bị tiêu diệt ngay lập tức phạm vi hoạt động trong nhà quá nhỏ nhưng lại không thể rời khỏi ngôi nhà gỗ nếu không có lũ quái vật sẽ thiết lập lại mặc dù sát thương của mình có thể giết chết tất cả bọn chúng nhưng nếu bị bao vây rất có thể sẽ bị chúng tấn công như vậy, nhiệm vụ ẩn dấu ý nghĩa xưa liền thất bại rồi. Không đúng, còn có một cánh. Cái kỹ năng kia mà trước đây mình từng học. Linh năng kích phát công pháp 660 đến công pháp 760. Kỹ năng linh năng kích phát là công kích tăng thơm 100 sử dụng linh lực cường đại cho tạo một đơn vị ảnh phản chiếu có 50% thuộc tính của chính nó. Thời gian tồn tại duy trì, dài nhất là 5 phút. Công kích trừ 1450, trừ 750. Mình có thể giết quái vật bằng một quả cầu lửa, nhưng ảnh phản chiếu lần hai quả cầu lửa. Có điều ngay cả khi sát thương giảm đi một nửa, cũng có thể miễn cưỡng ngăn chặn được một bước chân của quái vật. Lĩnh lực sắp kiệt vỡ rồi. Vậy vì đã thành công hồn thành nhiệm vụ. Hên đợi, xin lỗi. Tôi có thể không phải người, nhưng cậu nhanh trí như tôi, số lửa cái xác thôi. Tiến vào giai đoạn phần 2 Mục tiêu không xác định Lever không xác định Khủy hiệu không xác định, công kích không xác định, tốc độ không xác định, lý lượng không xác định, phòng ngựa không xác định, kỹ năng không xác định Giới thiệu một sinh vật bí ẩn đang hợp nhất Nếu bạn vẫn còn cơ hội trốn thuốc, hãy nhanh chóng chạy trốn Bắt đầu dung hợp rồi Quá trình hợp nhất là không thể đảo ngược nó bị gián đoạn công nhân đột biến Vừa giết sẽ hồi sinh gây tội chủ Lại phải đánh Chỉ khi họ hoàn thành một việc dung hợp thì mới có thể thực sự bị giết. Tuy nhiên, nếu không có đủ công nhân trong vòng 10 phút, công nhân sẽ hồi sinh vô số, vô thời hạn giết chết người chơi. Một đội không có hỏi lực mạnh thì hoàn toàn không thể kết hợp cơ chế dung hợp chứ đừng có nói đến việc giết chết bốt. Phá bắt này quá thật là làm đáng lòng tân thủ. Lão đã hình như ra ngồi rồi, ở phía trước. Một lát nữa, các người Nhớ đừng có rời khỏi vị trí mà lão đại đã dặn dò. Ngay cả khi có con quái vật lao tới, các người cũng không thể chạy. Vậy lỡ như nó bị quái vật giết chết thì sao? Vậy cũng không thể chạy. Lão đại nói thế nào thì cứ làm theo sự sắp xếp. Chơi gà sao nói nhiều vậy? Đại ca, cậu có nói một lúc thì không chịu được sao? Rõ ràng các bậc của cậu thấp nhất gà nhất được không? Trang bị kiếm nhất, nói nhiều nhất đi. biến dị dung hợp thể gọi vào tinh anh level vào 10 khí huyết 28.000 lĩnh lực 2 ngàn cộng kích 850 phòng ngự 150 tốc độ 50 trạng thói không thơ bị đánh gục miễn dịch không chớ đồng kỹ năng phục sinh sự kiểu dài dịu dài vật bảo giới thiệu khi những con người bị nghiện vũ hợp nhất liệu họ có thể trở thành một cuộc sống mới đại diện cho cây ác không đây là một cuộc sống mạnh mẽ hơn nhưng vì nó không được thiên hạ chấp nhận nên mọi sinh linh ở trong nhà đều phải rung sợ trước nó. Bởi vì đây chính là kiệt tác của thần và quỷ. Đây, đây là đồ cho gì vậy? Đây, còn tính là quái hay vợ sao? Buồn nôn quá đi. Mỗi người, mau nhìn. Trạng thái phục sinh kia của nó. Đây, phục sinh khi bị tấn công. Có 20% cơ hội phục hồi 50%. Huy hiếp, có thở kết hộ tối đa là 3 lần trong một giờ. Trừ 1363, 1199, 1201. Vết này có độ dẻo dai rất cao, tỷ lệ nổ của mình không thấp, nhưng cũng khó mà có được độ chiến mạng này. Đại lão cẩn thận, một thân. Trừ 1427. Xíu chút nữa là quên mất, mố của túi này có độc thối rửa. Phải dẫn đến cây cột càng sớm càng tốt. Nếu không, kỹ năng phục sinh của nó đánh như nào cũng đều vô ích. Cẩn thận, mẫu, xã thương độc tính khổ có cách nào trị liệu. Sự hoa vũ, tọc phong trảm. Sương hoa vũ, được cố rồi. May mà có lão đợi kịp thời ra tay. Hoa vũ sư. Cảm ơn. Không còn khách khí, lão đại. nó, 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 nó,